Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một web. Thì với web này các bạn có một số bạn biết rồi, có một số bạn chắc là chưa biết, nhưng mà anh em rất là chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội rằng là nói là chia sẻ ứng dụng này ngay để xây dựng một cộng đồng bán hàng cho riêng bạn, mang đến thu nhập tự động tối thiểu là 30 triệu đồng mỗi tháng. Cái đặc điểm của cái ứng dụng này ấy, thì nó lại rất là hay ở chỗ là nó bắt buộc bạn phải có mã giới thiệu thì bạn mới đăng ký được. Thì mình sẽ để cái mã giới thiệu của mình ở phần mô tả của clip này ở bên dưới để cho các bạn xem, và chúng ta hãy cùng đi nhau xem là thật sự nó có kiếm được 30 triệu đồng một tháng hay không. Ok, sau khi các bạn đã có cái mã giới thiệu của mình đây, mã giới thiệu ngay đây này. Các bạn mình bạn nào chưa nhìn rõ thì có thể mình để phần mô tả bên dưới, thì các bạn cũng đã có thể đăng ký được vào app rồi. Thì sau khi đăng ký vào app thì bạn có thể nhìn đây là phần trang chủ đây là hàng loạt các sản phẩm bán, các bạn có thể nhìn thấy ngay được là hàng loạt sản phẩm bán. Tiếp theo phần này là phần đơn hàng, kiểu dạng như là bạn mua đơn hàng rồi thành viên mua thì các kiểu. Đây phần mua sắm, thế bạn có thể lưu ý rằng là app này nó mới là trên cái dạng beta thôi. Cũng beta có nghĩa là kiểu mới 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 phát triển thôi, đâm ra nó cũng đang yêu cầu rất nhiều thành viên. Thì nó kiểu như là nó muốn lôi kéo thành viên ấy, đâm ra nó để ăn hoa hồng, nhưng mà cái sản phẩm mua sắm của nó mình thấy cũng chưa có gì là nhiều. Hay trang một chưa gì nhiều. Đây phần ví. Ví thì yêu cầu rút tiền, đây là phần rút. Trước khi yêu cầu rút tiền bạn phải kích vào phần thành viên ở góc này. Ở phần thành viên thì bạn có thể nhìn thấy người giới thiệu của bạn, hệ thống của tôi, tổng hệ thống thành viên đã kích hoạt này, khách tiềm năng. Thì thành viên đã kích hoạt cái này nó liên quan đến việc kiếm tiền sau. Email rồi giới tính, ok sao cái đạch sao mình lại bị giới tính nữ này. Chủ thể bạn phải cập nhật cái chỗ phần ngân hàng này để sau để rút tiền ra. Đây ở phần cuối này, cập nhật ngân hàng. Thì thực sự là mình cũng không muốn cập nhật ở cái này đâu. Thì đấy là phần cài đặt nhá, nhớ phần vào thành viên ấn cập nhật này để cập nhật tài khoản ngân hàng, chọn loại ngân hàng của bạn. Đây nó có hỗ trợ đủ các loại ngân hàng đấy này, chọn đầu tiên chọn số tài khoản xong mới chọn loại ngân hàng, hiểu không? Mình chưa ấy, thôi các bạn về ấy chỗ này vì nó hoàn toàn tiếng Việt thôi, ấn cập nhật đúng đây, xong mình lại thành lữ nhà ta, ấn vào đây. Tiếp theo ở phần góc này các bạn có thể nhìn thấy tất cả sản phẩm và ấn vào bắt đầu kinh doanh. Đây, nó sẽ nói cho các bạn rõ xem cái này, chào mừng đến hệ thống kinh doanh khép kín 4.0 sàn đồ tốt. Hãy xem video ở đây để hiểu cách kiếm tiền cùng sàn đồ tốt. Thì chúng ta hãy cùng xem video qua tí để thằng này nói gì nhé. Tôi chết. Đẩy im lặng. Sản phẩm tuyệt vời mà bạn không thể tìm kiếm được ở bất kỳ một ứng dụng nào khác. Bạn muốn bắt đầu kinh doanh cùng ứng dụng sàn đồ tốt, bạn chỉ có 4 việc cần phải làm. Đó là: một, chia sẻ ứng dụng sàn đồ tốt tới đông đảo cộng đồng. Hai, bạn chia sẻ các bài viết có sẵn trên ứng dụng sàn đồ tốt. Ba, bạn hiểu và nắm rõ được nội dung các kịch bản tư vấn về sản phẩm mà sàn đồ tốt đã dựng mẫu sẵn cho bạn. Theo dõi thường xuyên và liên tục tất cả những video đào tạo bán hàng mà chúng tôi đã xây dựng được cài đặt sẵn trên ứng dụng sàn đồ tốt. Chúng tôi cam kết với bạn một điều rằng bạn chỉ cần thực hiện được 4 việc trên là bạn đã thành công tại sàn đồ tốt. Đầu tiên, tại sao bạn cần chia sẻ ứng dụng sàn đồ tốt? Sàn đồ tốt là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí nên bạn có thể dễ dàng chia sẻ mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Và một điều quan trọng nữa mà bạn không thể bỏ qua đó chính là khi bạn chia sẻ ứng dụng sàn đồ tốt thì chính những người mà bạn chia sẻ họ cũng đều nhận được giá trị mà sàn đồ tốt đem lại cho bạn và cho chính họ, như có được những kiến thức cần thiết về chăm sóc da và bảo vệ sức khỏe, được kinh doanh, được mua những sản phẩm có chất lượng cao, được nhận những phần thưởng có giá trị cao khi chúng tôi quay thưởng hàng quý, hàng tuần, hàng tháng. Ngoài ra, nếu như họ cũng muốn kinh doanh và bán hàng trên sàn đồ tốt giống như bạn thì bạn cũng sẽ nhận được phần trăm từ những đơn hàng mà họ kinh doanh hoặc tiêu dùng. Thật tuyệt vời phải không nào? Để bắt đầu công việc kinh doanh tại sàn đồ tốt, đó chính là bạn cần phải chia sẻ các bài viết trên sàn đồ tốt dựa trên những bài mẫu mà chúng tôi đã xây dựng sẵn.
Đó là những bài viết đã được sàn lọc tốt, đầu tư hết sức công phu vào bài bản, đánh trúng được tâm lý của khách hàng, giúp cho bạn kinh doanh, bán hàng trên sàn lọc tốt được dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Để giúp bạn có được bài viết chất lượng, tìm kiếm được khách hàng tiềm năng theo đúng những sản phẩm mà bạn mong muốn bán trên sàn lọc tốt, thì chúng tôi đã phải xây dựng ra những bộ phận marketing chuyên biệt, đội ngũ xây dựng nội dung. Ok, thôi nghe đến đây thôi các bạn, sau này về có thể nghe được hết phần sau. Nhưng đại khái là tổng kết sau phần nghe đấy. Thứ nhất là quan trọng nhất là bạn phải giới thiệu được bạn bè. Và cái điều thứ hai nó bạn có thể nhìn thấy đó là giới thiệu bạn bè. Nhưng mà khi bạn được nhận hoa hồng, khi mà cái người bạn này mua cái sản phẩm gì đó ở trên sàn đồ tốt này, đây cái sản phẩm này làm đẹp này, đấy 800.000 nó cái gì, kem sạch nám vượt trội, kem sạch mụn tận gốc này, đấy đấy, đại khái là bạn mua được những cái sản phẩm này. Khi mua được thì bạn mới có nhận được cái phần trăm này, và sau này những cái người này mà cũng muốn giống như như bạn, có nghĩa là giống như nói như là thằng ấy nó nói, là có nghĩa là nó cũng phải là giới thiệu được khách hàng này. Lợi ích đại lý thì video đào tạo tin tức sự kiện, chính sách đổi trả, chính sách giao hàng, chia chính sách thanh toán này, đây đây đây, đại khái là đây, ví dụ bắt đầu kinh doanh nhé, chia sẻ bài viết bán hàng này, chia sẻ sản phẩm bán hàng, chia sẻ xây dựng kịch bản tư vấn sản phẩm này, xem kịch bản tư vấn sản phẩm của họ nào, kịch bản tư vấn sản phẩm son môi, chốt sale, kịch bản bán trị dầu. Đại khái là giới thiệu được người, và cái người đấy phải mua cái sản phẩm này thì thực sự là nó mới trích phần trăm cho. Còn cái về phần trăm là bao nhiêu thì đây, đơn hàng này, thành viên đơn hàng của bạn, thành viên xem thì mình cũng không rõ là cái phần trăm bao nhiêu cho cái thằng mà mình ấy này. Đây, chia sẻ nhận tiền này, chia sẻ ngay này, copy link, có nghĩa là nó cũng ngoài ra, ngoài cái việc mà chia sẻ cái ấy lên nhá, cái app, thì bạn còn phải chia sẻ bài viết này cũng được. Sau khi nếu bảo đây là sàn đồ tốt đã đầu tư rất là công phu vào trong cái việc những cái bài viết này, xóa toàn cái gì đây, thể loại cái này là cái gì, nhập khẩu Hàn Quốc, tăng cường sinh lực cho phái mạnh ấy à, ô cái này là cái gì nhỉ, bao cao su à, không phải, để mình xem nó là gì. Nhập khẩu Hàn Quốc tăng cường sự nực cho phái mạnh, sản phẩm an toàn chung, đàn ông sợ bạn tình không thỏa mãn, sợ không tạo được cảm hứng đối tác, sợ cướp cò sớm, một dạng là sợ cuộc yêu 30 giây. Ô, thằng nào bắn 30 giây, tăng cường sự quyến rũ, uống à, cái này uống à, công nghệ với công nghệ, chết cha, cái này mình không biết nó là gì, rối loạn cường dương liệt dương, chị à, 3 miếng trên gói, chắc là uống rồi, dụng mỏng dễ tan miệng, không cần nước, à tan trong miệng không cần nước, dễ mang theo, liều lượng xác định, bao gói hộp, ôi vãi. Đúng là bạn nào muốn đặt cái này thì quá bí mật luôn, đặt nó giao đến tận lời. Và mua, nếu mà bạn nào nhớ sau khi đăng ký của mình xong thì đặt lấy một chút để mình lấy hoa hồng nhé, đắt vãi chưởng, 550.000 một. Bạn có 3 gói, 550.000, 3 miếng trên gói, vậy là một cuộc chơi của bạn, đúng rồi. Nếu một cuộc chơi bạn dùng một gói thì dùng 3 lần mất 550.000, trong khi đó tiền nhà nghỉ bây giờ là bao nhiêu mình cũng không rõ, nhưng mà mình ít khi đi nhà nghỉ. Ngày xưa là hình như ở trước đây mình biết là 50.000 đồng 2 tiếng đầu à? Hay là 100.000 rồi. Tác dụng từ 36 giờ đến 72 giờ ấy à? Thằng nào uống con này, uống cái này thì chắc là đứa này nó cũng đi luôn đấy. Này phải tìm hàng thật là khỏe luôn. Đây xịt giảm đau 170.000 kem lèn. Ôi ạ, đắt thế. Bộ băng vệ sinh. Ô, bộ băng vệ sinh tận 268.000. Vãi cả giá. Mình chả biết nó là những cái thể loại này là nó là gì luôn, son mỹ phẩm này thì thôi chắc chịu. Nhưng mà với 500.000 mà bảo mình mua cái tăng cường này thì thôi. Không biết là sản phẩm rocket 1 giờ thì nó mất bao nhiêu tiền nhỉ? Anh em có thể tham khảo cái này, mình thấy cũng rất là hay. 550.000. Sau đó bạn mua thì bạn sẽ, thì đương nhiên mình sẽ được trích phần trăm từ cái số tiền mà bạn đã bỏ ra để mua cái sản phẩm này. Có thể là mình đặt hàng thì mình sẽ thử đặt hàng xem nào. Xem đặt hàng nào. Thì nó mang thêm vào giỏ hàng này. Đấy.
số điện thoại, kiểm tra đặt hàng, chiết khấu ấy. À, tiền chiết khấu được cộng vào ví hoa hồng là 110.000. Ôi vãi. Thế chứng tỏ cái thằng kia nó được 110.000 tiền chiết khấu hoa hồng à? Ôi, kinh thế, mình bỏ ra 550.000 thì tiền chiết khấu được cộng vào ví hoa hồng, nhập số điện thoại khách hàng. À, thế này. Bạn có thể là giới thiệu các sản phẩm này. Ví dụ như là bây giờ mình bạn muốn mua đi chẳng hạn, mua sản phẩm này mình giới thiệu xong thì bạn đồng ý với giá 550.000 thì mình sẽ nhập cái số điện thoại của bạn vào, xong rồi chọn kiểm tra và đặt hàng. Thế là sau khi đặt hàng xong thì bạn thanh toán với giá 550.000 và mình nhận được và mình sẽ nhận được 110.000 đồng. Ái chà, chiết khấu kinh quá ta. Chiết khấu 110.000 đồng là 50 là 20% cả. Ái dà. Đúng là nếu như bạn bán được nhiều sản phẩm này thì ví dụ như là một ngày bạn bán được một sản phẩm không, một ngày bán được sản phẩm thì một 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 tháng bạn mới có được 3 triệu thôi. Một ngày bạn phải bán được 10 sản phẩm như này thì một tháng bạn mới đạt được 30 triệu. Đại khái là như thế. Đấy, anh em lưu ý nhé. Nếu ai giới thiệu cho bạn thì nhớ kiểu này. Đấy, mua một sản phẩm thì kinh quá ta. Thật sự là mình thấy, công nhận là đánh giá cao về cái mặt ý tưởng của app này luôn. Mình mới chỉ ví dụ cho bạn về cái mua sắm là cái ấy này thôi nha, cái tăng cường sinh lực cho nam giới rất phù hợp cho các bạn nào mà làm tình chỉ dưới 30 giây đã bóp cò ấy. Bóp cò. Sợ không đủ khả năng được đưa được bạn cùng giường lên đỉnh ấy. Đấy là dành cho những sản phẩm nào bạn nào có khả năng PR tốt thì có thể giới thiệu cho anh em nào đang thật sự là đang thiếu đang sợ cuộc yêu chỉ chấm dứt ở vòng 30 giây, bạn nào vừa nhìn được bạn này, tình của mình cởi áo phát đã bắn băng 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 rồi ấy, thì đây là sản phẩm rất phù hợp với các bạn luôn. Đâm ra anh em nào muốn mua sản phẩm này thì nhớ comment ở phần mô tả bên dưới để mình đặt hộ nhé, đặt hộ để mình lại nhận 110.000. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là cũng không có bạn nào muốn đặt đâu, nhưng mà thôi dù dù sao thì cũng cũng thử xem. Các bạn nhớ comment ở phần mô tả bên dưới, nhớ comment cho mình một cái số điện thoại để mình thêm vào đây, để mình nhập cái số điện thoại của bạn vào đây mà mình ăn 110.000. Nếu bạn nào có lòng hảo tâm muốn, à không, không phải là lòng hảo tâm mà là nếu bạn nào mà có thật sự là chỉ có trong vòng 30 giây muốn 30 giây đã bóp cò rồi thì nhớ nhớ nhé, đừng quên sản phẩm này. Đây là một sản phẩm rất là tốt luôn. Đấy, mình tiện thể mình quảng cáo cho nó luôn để nhận 115.000. Và bây giờ thì cứ mỗi một, hiện tại kênh YouTube của mình có 4.000 người người subscribe, vậy mỗi bạn mình chỉ cần 2.000 bạn thôi mua sản phẩm này thôi, mình cũng không cần nhiều. 10 bạn là đi mình được, cứ cho là 10 bạn thì 110.000, à 1 triệu 100. Còn 100 bạn thì là được 10 triệu 100, thêm một nghìn bạn thì 100 triệu. Ôi vãi trưởng. Ôi yêu kinh quá. Đâm ra 4.000 được subscribe anh em, 4.000 được subscribe anh em, lưu ý rằng là mình chỉ cần 1.000 bạn thôi, mình cũng không cần quá nhiều đâu. Một mà trong cái đó 80% anh em ở trong này là đang mình nghĩ rằng 80% 80 không biết là có đạt đến 80% anh em trong này là FA không, nhưng mà mình nghĩ rằng 80% các bạn đang có người yêu, nhưng mà mình chỉ mong 1.000 bạn mua sản phẩm này cho mình thôi. Nếu như bạn nào là người không cướp cò 30 giây thì chúng ta hãy thử mua sản phẩm này để xem, để thật sự là bạn có thể kéo dài được thời gian hơn không, để cho bạn tình một kiểu như là thi thoảng là làm tình thì chúng ta cần phải đổi mới tư duy, đổi mới. Thì bây giờ kiểu như nhàm chán rồi, bình thường bạn có bạn nào kinh khủng được nửa tiếng đi, bây giờ bạn thêm cái này thêm 1 tiếng luôn, đồng hồ luôn. Đây là anh em cứ suy nghĩ nha, nếu mà bạn nào muốn mua cái này nhớ liên hệ với mình luôn. Đấy là phương pháp mình nói qua đi thế thôi. Thực sự là nó cũng có rất nhiều các, đây này, nó bảo bạn này tính năng này, đây này, xem toàn bộ phần album này, hoạt động của nó, bán hàng và phương pháp hoạt động này, kỷ niệm 1 năm thành lập sàn đấu tốt này, hoạt động để tạo cái gì, kỷ niệm 1 năm sàn đấu tốt mà nó vẫn để cái chữ beta ở trong này, các bạn nào down thì nó về nó cũng beta. Nó cái này nó có 2 phiên bản trên cả iOS và Android, các bạn nhớ logo của nó đây. Thì bạn lên iOS hoặc Android chỉ cần đánh chữ sàn đồ tốt không dấu như thế này là nó ra SDT luôn, cái logo SDT luôn đây, sàn đồ tốt kênh phân phối mỹ thuật chính hãng này. Kinh quá.
đầu tư nhiều, ảnh nhiều đấy, kênh các bạn xem rất là phát triển, feedback của người nước ngoài luôn đấy. Tinh dầu mình công nhận là đánh giá cao về cái khả năng ý tưởng của web này, bạn ấy rất là thông minh về cái khả năng ý tưởng, không biết là có copy ở đâu không, nhưng mà cái ý tưởng của người Việt Nam như này thì mình đánh giá rất là cao. Các bạn có ý tưởng như này, các bạn có thể xem thêm đây về phần thông tin để các bạn bán hàng tốt hơn. À, nhớ là phải chỗ phần này tài khoản chứ các thứ là phải chính xác, hoặc là bạn nào nhớ nhé, có muốn nhu cầu kéo dài thời gian cướp cò, kể cả bạn nào cướp cò trước 30 giây hoặc là sau 30 giây thì cũng có thể là comment ở phần mô tả bên dưới để mình đặt hàng cho bạn. Nhớ là comment cho mình cái số điện thoại để mình đặt hàng nhé, nếu mà bạn mua thành công mình được hẳn 110.000 đấy. Nên là anh em nhớ nhớ mà comment số điện thoại ở bên dưới, nếu như anh em nào thật sự ấy không ngại gì đâu, anh em không ngại chuyện mà bị cướp cò trước 30 giây nó là chuyện bình thường mà, nên là anh em không có gì phải ngại cả. Đó, cứ comment ở phần mô tả bên dưới, đảm bảo mình giữ mình giữ kín thông tin cho các bạn luôn, không public thông tin cho các bạn. Bạn có thể dùng nick lạ cũng được, dùng nick vớ vẩn vào đây comment ở phần mô tả bên dưới cho mình cũng được, mình đảm bảo mình sẽ không public thông tin cho các bạn. Đâm ra cả anh em yên tâm, không ai biết là bạn bóc cò trước 30 giây đâu. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình, và bạn nào chưa ấn subscribe nhớ ấn subscribe ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Nếu mà có một những cái kiểu dạng web như thế này nữa thì mình cũng muốn giới thiệu theo phong cách của mình, đấy là phong cách giới thiệu của mình. Và mình cũng không thật sự là để chốt lại cho các bạn trước là đùa các bạn thôi, thật sự là cái web như thế này thì mình đánh giá cao ở phần ý tưởng của nó, ý tưởng của nó rất là tốt, cộng với này nó bắt buộc là phải có mã giới thiệu mới có thể vào được, thì nó là rất phù hợp để nó kiểu phát triển cho kiểu là application có different, có nghĩa là gì ở mạng lưới liên kết ấy. Thì cái phương pháp này của chiết xuất của nó cũng tương đối là cao, có nghĩa là cái chiết khấu này 550.000 thì được 110.000 cơ. Đây, thêm rồi. À, đây, bạn nhận được chiết khấu 110.000 cơ. Đâm ra chiết khấu cao kinh khủng luôn, 20% luôn. Đâm ra cái việc mà nó thật sự là bây giờ có bạn nào quảng cáo là chia sẻ bạn ngay thu nhập tự động tối thiểu là 30 triệu đồng một tháng thì thực sự là cái việc đấy nó khả thi, không phải là không khả thi. Nhưng mà kể cả bây giờ mình cũng có thể ngồi đây tư vấn cho bạn là một ngày bạn kiếm chục triệu bình thường thôi, như như mình vừa nói đấy. Nếu như mình có hiện tại mình có 4.000 lượt subscribe rồi, hơn 4.000 lượt subscribe, và mình chỉ cần 1.000 bạn đặt hàng cho mình thôi là mình cũng đã có 100 triệu rồi, đúng không? Phải 100 triệu không, 1.000, đúng rồi, chuẩn luôn, vì ấy mà 110 triệu chứ. Chỉ cần 1.000 lượt subscribe đặt hàng cho mình thôi, mình đã có 110 triệu chỉ trong vòng một ngày luôn, chứ không cần phải đến 30 30 một tháng thu nhập 30 triệu đồng một tháng nữa. Nên ra đây là phương pháp kiểu như là một dạng review app của mình theo phải đúng phong cách của mình, đó là nói lên cho bạn sự thật không hề giấu giếm gì. Đâm ra anh em nào mà được giới thiệu về app này thì nhớ là phải xem clip của mình trước rồi thì mình sẽ hiểu được phong cách của mình, chứ mình không muốn mời chào bạn vào những cái app như này làm gì. Thực sự là mua cái này đắt lắm, mua cái này này không biết là anh em 30 giây dùng như thế nào, chứ mình thì chưa có người yêu thì mình cũng chưa dính vào cái việc này, em ra mình cũng không nghiện, nhưng mà mình cũng không biết là mình có bắn trước 30 giây không, nhưng mà cái này mình thấy đắt lắm, thì nghe vẻ rocket 1 giờ vẻ cao hơn đấy, anh em có thể tham khảo. Không thì nếu anh em dùng rocket 1 giờ rồi không có hiệu quả thì nhớ liên hệ với mình để có cái thử cái phát này xem như nào. Nhưng mà mình sao thấy mỹ phẩm đắt thế, mà chứng tỏ mấy bạn gái tiêu rất là nhiều tiền, một thỏi son 275.000 này thì chắc chứng tỏ bạn gái công nhận tốn nhỉ. Nên anh em nào có thể mua sản phẩm cho các bạn gái nhiều thì có thể comment cho mình ở phần mô tả bên dưới là giá của các sản phẩm này thực sự là có tốt hay không, thì anh em có thể comment ở phần mô tả bên dưới, chứ giá như này mình cũng chả biết gì. Có bao giờ mình mua kem dưỡng da trắng này đâu mà biết gì, kể cả sản phẩm kia mình chả biết giá nó đắt rẻ thế nào. Nếu mà thật sự là 550.000 mà giúp các bạn 30 giây mà không bị bắn ra thì cũng mình nghĩ rằng là cũng được đấy, anh em có thể làm cho bạn ấy bảo. Nhưng mà cẩn thận nó nghi nhá, tự dưng mọi khi trước đây 30 giây mà từ hôm nay 30 phút thì nó nghi đấy nhá. Ok, cảm ơn bạn đã xem kênh YouTube của mình, bạn nào chưa ấn subscribe nhớ subscribe ủng hộ nha.